Anh còn loại nào rẻ hơn nữa không bác sĩ? Dạ, có loại rẻ hơn ạ. Nhưng mà ăn nhai không thoải mái và không bền bác ạ. Anh cứ lấy cho mẹ tôi loại rẻ nhất đi. Bà già rồi, không cần bền đâu. Thôi, anh cứ lấy cho tôi loại rẻ nhất. Ngày nữa anh cho bác qua để tôi lắp răng cho bác ạ. Cảm ơn bác sĩ. Em cứ đổi cho bác loại tốt hơn, trừ vào lương tháng này của anh cũng được. Người ta còn mẹ mà không biết đường báo hiếu. Bác sĩ, anh đổi cho mẹ tôi loại tốt nhất nhé. Mẹ tôi đã sống tằn tiện cả đời rồi. Anh thông cảm, tôi không dám làm trái để mẹ buồn.